Xin chào, tôi tên là Trần Văn Cương, hiện đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm VCP tại Việt Nam, là công ty thuộc tập đoàn Sinopharm. Từ năm 2012 đến nay, tôi đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc công ty và chịu trách nhiệm quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của VCP. VCP hiện có hơn 200 cán bộ công nhân viên. Các sản phẩm thuốc tân dược chính là sản phẩm thuốc tiêm bột, penicillin và cephalosporin. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty phát triển ổn định. Sản phẩm thuốc tiêm bột kháng sinh nằm trong top 3 sản phẩm trong nước, không chỉ tạo nguồn đóng thuế cho chính quyền địa phương mà còn tạo cơ hội việc làm ổn định cho những lao động tại công ty. Từ năm 2019, công ty bắt đầu sản xuất các sản phẩm thuốc đông dược. Đối với dòng sản phẩm này, VCB có thể dựa vào thế mạnh của tập đoàn Sinopharm trong sản xuất và nghiên cứu phát triển các cái sản phẩm đông dược, đồng thời đưa ra các cái sản phẩm đông dược đặc sắc đã được thị trường Trung Quốc công nhận vào Việt Nam, mang sản phẩm chất lượng về Việt Nam. Trong những năm gần đây thì có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư phát triển tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế địa phương. Tôi có cảm nhận rõ ràng là tình hình của các doanh nghiệp Trung Quốc đã được cải thiện rất nhiều tại Việt Nam. Tập đoàn Sinopharm là tập đoàn y dược lớn nhất Trung Quốc với chuỗi doanh nghiệp hoàn chỉnh và toàn diện nhất. Tập đoàn đứng đầu cả nước trong nhiều lĩnh vực như vaccine sinh phẩm, phân phối dược phẩm, sản xuất đông dược và các thuốc bán lẻ. Là một công ty con của tập đoàn Sinopharm tại Việt Nam, chúng tôi thường sang Trung Quốc để tham quan, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm với các đơn vị cùng ngành của tập đoàn Sinopharm. Qua những cơ hội này, tôi đã được đến nhiều thành phố ở Trung Quốc như Bắc Kinh, Thẩm Dương, Thạch Gia Trang, Quảng Châu, Thâm Quyến, Phật Sơn, Trùng Khánh. Tôi cảm thấy Trung Quốc có tốc độ phát triển nhanh và người dân Trung Quốc rất nhiệt tình. Qua tiếp xúc với các công ty anh em, chúng tôi nhận thấy Trung Quốc và Việt Nam có nhiều nét tương đồng về văn hóa. Việc trao đổi diễn ra thuận lợi. Chúng tôi không chỉ học hỏi kinh nghiệm quản lý mà còn được trải nghiệm nhiều nét văn hóa của Trung Quốc, cũng như được làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về Trung Quốc.